Xin chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một chai nước hoa đến từ nhà John Varvatos, đó là Artisan Pool. Nếu như anh em đã quá chán với những cái mùi hương như là Live Blue, rồi Nautica Voyage, rồi giò trắng, giò đen, giò xanh, thì mình sẽ review cho anh em một cái chai nước hoa có tông mùi xoay trượt khá là ngon và nó khá là rẻ ở trong tầm giá, để anh em có thể biết thêm và có thêm những cái lựa chọn trong mùa hè sắp tới. Trước khi vào review nó thì chai nước hoa này đang có sẵn tại App Store, và toàn bộ những cái thông tin về sản phẩm cũng như giá cả thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì chúng ta vào luôn video thôi. Đầu tiên về ngoại hình thì chai nước hoa này nó có một thiết kế khá là hay. Nó trông như kiểu một cái chai rượu của những cái người cao bồi hay là những cái người mà hay đi trên sa mạc ấy. Thì cái phần ở phần trong chai đó là chai thủy tinh, và ở cái phần ngoài thì nó được bọc một cái lớp gọi là những cái che nứa đan vào nhau ấy. Và cái phần nắp chai này thì ở ngoài mình nghĩ là bọc gỗ, còn ở phần sâu trong nắp thì nó là vẫn một cái lớp nhựa nhỏ để có thể giữ được cái chai. Và cái chai này thì không có nắp châm nhá. Đó là một qua một chút về ngoại hình. Khi mình xịt cái mùi hương này ra tay thì cái cảm nhận đầu tiên đó là một cái mùi có vẻ xanh mà hơi đắng và một chút ngọt của quýt đến từ đằng sau. Và thực sự thì mùi hương này nó làm mình liên tưởng đến việc là mình đi vào một cái vườn quýt, xong rồi mình sẽ ngắt cái quả quýt xuống này. Khi các bạn ngắt cái quả quýt xuống, nó sẽ có cái vị đắng từ những cái cành lá của cây. Khi các bạn ngắt xuống rồi, các bạn dần dần các bạn sẽ bóc cái quả quýt ra, và cái vị hơi kiểu the the đến từ cái vỏ quả quýt cùng với cái nước của quả quýt chảy ra, thì toàn bộ cái mùi hương này nó sẽ có ban đầu là như vậy. Và dry down thì cái vị xanh nó sẽ dịu bớt xuống, cùng với cái mùi quýt nó sẽ nổi bật khá là rõ, và một chút xạ ở đằng sau làm cho cái mùi hương nó có phần hơi dày một chút, và nó sẽ hơi kiểu cấn một chút ở mũi. Nếu như các bạn ngửi cái mùi hương này, các bạn nhận thấy một cái nét quen thuộc, đó là nó giống như kiểu ở trong những cái resort mà người ta dùng những cái tinh dầu cam, hay là những cái tinh dầu những cái tinh dầu xoay trượt đấy, thì hay là những vào những cái spa thì các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi hương này. Khi các bạn mới xịt ra, nó có một cái nét hơi xanh, và cái kiểu người ta sử dụng nó để phục vụ với việc giảm stress này, rồi mang lại một cái cảm giác dễ chịu. Và với một cái tông mùi mát mẻ, sảng khoái, dễ chịu và rất là tươi sáng, thì các bạn có thể sử dụng em này vào tất cả những dịp trong mùa hè. Các bạn có thể xịt đến tầm 5-6 shot mà các bạn không lo cái vấn đề là nó sẽ gây khó chịu. Thậm chí là các bạn phải mua một cái chai chiết, hoặc là cầm chai nước hoa này đi theo người để có thể xịt dặm lại. Tại vì em này thì thực sự là cái độ lưu hương của em nó không được tốt cho lắm. Trên da mình thì tầm 6 tiếng đến 7 tiếng, và cái độ tỏa hương thì nó chỉ là mùi skin scent thôi. Nó chỉ tỏa tầm 1 tiếng đầu ấy, còn về sau thì nó chỉ kiểu phảng phất ở trên da. Nên là đấy là một cái điều mà các bạn cần lưu ý về chai nước hoa này. Về cái độ tuổi và cái phong cách của chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là tất cả những cái tông mùi mà thuần về xoay trượt ấy thì nó sẽ không có giới hạn độ tuổi nhất định, mà tất cả độ tuổi đều có thể sử dụng được. Và chỉ cần là mùa hè các bạn đi chơi, đi làm, hay là mùi hương này sử dụng văn phòng khá là ok. Tại vì với một cái mùi hương mà lưu tầm 6 tiếng mà mình cũng hay di chuyển ngoài trời ấy, thì em nó bám như vậy khá là tốt. Còn nếu mà vào văn phòng thì mình nghĩ là mùi hương có thể đáp ứng được tất cả những cái yếu tố từ sáng đến chiều, và đủ cho mọi người xung quanh có thể ngửi thấy mùi hương của bạn. Và chốt lại, nếu như các bạn không muốn một cái mùi hương nó quá đụng hàng, như là giò, như là Live Blue, như là Nautica Voyage, thì đây là một cái lựa chọn khá là tốt. Tại vì với cá nhân mình thấy rằng là trong cái phân khúc tầm giá của John Varvatos Artisan Pool này thì có khá là ít chai nước hoa có thể làm được cái mùi quýt cùng với cái mùi cam, tinh dầu lá cam tốt được như chai nước hoa này. Không nói về cái phân khúc cao hơn nhá, đây là mình nói ở ngang phân khúc thôi. Nên là mình nghĩ rằng là em này là một cái lựa chọn khá là mới mẻ để cho anh em có thể đổi gió vào mùa hè. Đặc biệt là nó cũng khá là rẻ. Và nếu như anh em đã ngửi có chai nước hoa này rồi thì đừng quên việc like, share cùng với việc bình luận cảm nhận các bạn ở bên dưới để cho mọi người cùng biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.